Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay mọi người có khỏe không? Chắc là khỏe chứ. Xin chúc mọi người có một ngày mới thật niềm vui và tràn đầy sức sống mọi người nha. Hiện tại thì mình đang đi thăm thác Bản Dốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng mọi người. Thì bây giờ mình sẽ vào đó để tham quan những cái thác núi, thác nước nhiều lắm các bạn. Đây, đi chơi. Các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ đi mua vé để vào bên trong các bạn nha. Phải đeo khẩu trang á, ai cũng đeo khẩu trang đó các bạn. Mua vé. Em vô luôn nha. Cây đa nè. Ồ, những con thác rất là đẹp các bạn. Các bạn ở khu này bán rất là nhiều đồ, nào đồ lưu niệm uống đầy đủ các bạn. Ôi đẹp quá. Các bạn biết không? Từ giữa các chính qua bên trái đây là chùa Địa Tổ Việt Nam á các bạn. Bây giờ mình sẽ đi thông qua các bạn nha. Đẹp quá. Mình mua kem cho cameraman với anh taxi các bạn. Nói cho ba cây kem đi. Chàng taxi đâu rồi? Anh đi đâu rồi? Ăn kem cho nó mát các bạn. Hôm nay chuẩn bị đi chơi xung quanh qua thác Dốc cho nó mát. Kem mát quá. Ăn đi camera. Bây giờ đi chơi thác. Bên kia có người Việt Nam không em ha? Không anh ạ, bên kia toàn là Trung Quốc. Trung Quốc cái từ bên sông này sang bên kia là địa phận, bên này của Việt Nam là bên kia. Thế là một con sông, không sông nhỏ thôi đúng không? Đấy, chỉ là một con sông nhỏ, cách nhau hai bên chỉ là một cách nhau bên con sông thôi ạ. Có khi nào mình đi lộn cho đó không ta? Không có sao không ta? Trong sao rồi hả? Dạ các không sao đây. Bây giờ đang có dịch bệnh cầm biên nên là bên mình cũng không qua được, mà bên họ cũng không qua được bên mình nữa. Như trên kia nó bên Trung Quốc nó làm cái cầu kính cũng khá là đẹp. Nếu mà không được chuyển xong cùng dịch bệnh ấy, thì mình có thể lên trên kia mình ngắm cảnh đối với khách cũng thể đẹp hơn. Hôm nào có thời gian chắc đi một lần á. Em đi trước. Em chưa đây ạ. Vâng. À, ủa có người ở dưới đây nè. Sao nó được tắt? Ta là để đấy các bạn không?
Lần đầu tiên mình thấy ngoài đời thác rất là đẹp các bạn. Xưa kia chỉ thấy ở trong phim thôi, bây giờ tận mắt thấy luôn các bạn, rồi rất là hùng vĩ, đẹp chưa? À, bạn nào có thời gian thì đến đi đến Cao Bằng để thăm thác Bản Giốc các bạn nha. Đầu tiên là chân bò ấy. Chào anh nhá. Mình lội qua thử các bạn nha, ở đây rất là ngắn, mình tâm chắc sâu lắm, các bạn nào mà tới đây á đừng không vô chỗ kia các bạn nha, sâu lắm. Giờ lội thôi, ở đây thôi đó. Wow, nước trong xanh quá các bạn ơi. Qua cục bóc đi chơi các bạn. Con ngựa nhỏ với con ngựa mẹ kìa. Đây là cuộc móc 8362 là của địa phận Việt Nam, còn bên kia là 8361 là của địa phận Trung Quốc các bạn. Bạn, kia là cầu chính bên Trung Quốc này các bạn, rồi là bên vách đá luôn. Ban đầu mình cứ tưởng đâu bên kia cũng là người Việt Nam. Ai ngờ là bên kia là Trung Quốc, bên này là Việt Nam các bạn. Mình cũng muốn qua đó chơi lắm nhưng mà tình hình dịch quá nên nó không có qua được, ở đây ngắm thôi. Mai mốt hết dịch đó mình qua đó chơi cặp ra. Chơi qua chỗ vách đá thì chắc sợ lắm á, làm ngay trong vách đá xuống luôn các bạn. Bây giờ mình đi thuê thuyền mình đi thử đi, thử chỗ ngay chỗ thác đó. Trời ơi, bên kia có những người câu cá các bạn. Cái chỗ giữa thác luôn. Mà cái dây câu cá cũng dài chứ bộ. Ê, chỉ cho con kia ra đứng giữa thác này kia này. Bây giờ là đi thử dịch vụ cởi ngựa. Ủa đâu chủ nhân đâu? Đâu lên ngựa không? Lên ngựa. Bao nhiêu chú? 20.000. Từ nhỏ tới giờ chưa cởi ngựa bao giờ các bạn. Đây là lần đầu tiên luôn. Đi tàu nữa, đi tàu tàu lửa chưa đi, nhỏ giờ có đi nhưng mà ngựa chưa bao giờ lên. Thấy mà chưa bao giờ lên các bạn. Bây giờ mình lên thử các bạn nha. Đứng đây nha. Lần đầu tiên cởi ngựa luôn. Bạn không ở đây các bạn.
Dạ. Ủa, bà gần sống gần đây không hay bà ở xa bà? Bà ở làng tiên này đúng không? Dạ, cũng gần bà ha. Thì thường thôi, tối thì nhà đúng không? À, bà nói tiếng Tây được không ta? Được à, dạ cháu chỉ biết về dầu ấy kinh thậu ăn cơm không à. Dạ cháu phi nổ, phi nổ. Dạ cháu đến từ Bình Định. Dạ xa lắm, xa lắm, xa lắm. Dạ đi đi gần 2 ngày 2 đêm. Bà cho thuê kiếm. Dạ kiếm tiền để nuôi ăn chầu ăn bán cuốn. Dạ ngày có ngày không. Dạ hôm nay thì được mấy kiếu. Dạ nhưng mà hôm qua không được chiếu nào. Ồ dạ. Hôm nay con dạ. Hôm nay con mới đi nhưng mà con không có thuê cho bà. Dạ tại con đi có hai người à. Dạ. Đi chơi luôn. Dạ. Ừ. Bây giờ con đi dạo tham quan tiếp. Dạ. Dạ bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Ồ trời ơi, dạ. Rồi. Cô 78 cô, vậy cũng khỏe. Còn kiếm tiền. Dạ vẫn còn kiếm tiền được. Kiếm dạ. Tiền để ăn các thứ lặt vặt mà. Dạ, bà nói hay quá. Ừ. Con cũng đi làm, con phim. Dạ, con đi con phim. Dạ, thưa bà nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ thuê cái bè này để đi coi gần thác các bạn, cho nó nhanh. Cái này có những chiếc tàu của bên Trung Quốc, của bên Việt Nam. Đây là chữ Trung Quốc này các bạn, cái này. Đây là chữ Việt Nam mình, dễ thấy luôn. Núi thì đẹp quá các bạn ơi, Trung Quốc có làm á các bạn. Kia là những người Trung Quốc đang đi chơi kìa. Thank you.
giờ mình xài rượu caramel với anh bạn taxi đi ăn, sau đó chúng mình đi qua thăm tham quan động Nhùm Ngao các bạn. Về đi thôi. Bây giờ là chúng mình đi kinh khẩu. Kinh khẩu là ăn cơm đó các bạn nha. À, bao nhiêu? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vô hang động Nhùm Ngao để tham quan bên trong các bạn nha. À, các bạn biết không, trong tiếng Tây á, chữ Nhùm là hang động các bạn, còn Ngao thì Ngao là cái gì? Mà ra rồi tôi bỏ qua đi. Dạ, ở đâu ạ? Mát quá, mát không? Ở trong này cảm giác gió nó thổi ra mát không mát các bạn? Mát không? Để nào chỉ một mình thôi sao? Đi gần 1 tiếng không ạ? Hả? Hơn 40 phút. Ôi, ở trong này đi xịn là một cái hang đá gọi là bắt cân cực các bạn, rất là mát. Trời ơi, cái này là cái hang đá chứ còn cái gì nữa ông nội? Thì hang đá nhưng mà đá lạnh á. Ăn như đá lạnh. Các bạn biết không, đây là nằm dưới chân núi các bạn, phía bên trên là ngọn núi. Mình cứ nghĩ là vô trong hang động sẽ là rất là nóng, nhưng vô đây rất là se lạnh, cảm giác se lạnh các bạn. Cái này là vách đá. Không có ai, hôm nay chỉ một mình thôi. Nghe cái tiếng suối, mình có nghe tiếng suối. Khi mà mình tạm lên chơi đó các bạn, rất là lạnh luôn. Nước ở đây gọi là cái hang động rồi, mà dưới còn sâu luôn, có chỗ sâu nữa. Cảm giác rất đạnh lẽo, không thấy gì luôn, nhưng mà nghe tiếng suối. Khu vực nguy hiểm mà các bạn ơi, khi mà các bạn đi du lịch đó, các bạn đi những đoàn đông người, các bạn để ý những cái điện báo như thế này, chứ lại ở đây không có cái dây hay cái gì hết đâu. Bên trong bên dưới thì rất là hoang vu tối tăm, các bạn ơi, chỉ nghe tiếng nước chảy thôi. Bạn để ý nha, đi chơi đi cẩn thận các bạn. Bây giờ đi qua bên kia. Trời, nếu mà đi một mình chắc mình không dám các bạn. Mình đi với em cameraman. Ở phía bên trên đó thì có những cái vài giọt nước đó, giọt xuống. Trong hang rất là se lạnh. Như là mình ở trong phòng mà có cái máy lạnh các bạn. Chỉ nghe tiếng suối chảy, tiếng nước chảy, còn ngoài ra không nghe cái gì nữa, chỉ nghe những cái giọt nước nó rơi. Em tha mình đi quẩn ra phía bên kia em. Đúng rồi. Sao có cái đường hay không? Anh cứ nghĩ là mình sẽ đi ngược chiều lại chứ. Như vậy đỡ mất thời gian hơn, nhanh hơn. Cái này là tự nhiên đúng không? Ở trên đây á. Ờ tự nhiên. Núi mà, là núi mà tự nhiên đó.
những cái vách đá này giống như nhà mấy em ha. Không nghe một tiếng gì luôn, rất là lạnh lẽo. Xuống những bậc thang các bạn, nghe tiếng nước chảy. Đây là ở trong hang động các bạn, rất là rộng rãi luôn. Ui đẹp thế. Nước rất là mát, nước ngầm chảy ngầm trong đất đá luôn. Bây giờ mình đi đường nào đó các bạn? Lên bậc thang các bạn ơi. Giác rất là bồi hồi, lạnh lẽo quá. Cái đường ra mà chỗ này đi cẩn thận các bạn ơi, tại ở đây rất là ngắn. Cúi đầu. Kia cũng có vài khách nha. Đẹp quá các bạn. Đẹp quá.
khoan hăng rộng nhường nhau, rất là đẹp các bạn ơi. Vô đây rất là mát nữa. Bây giờ là mình sẽ ra ngoài các bạn. Nói chung là nếu các bạn nào mà có thời gian đi du lịch đó các bạn, thì các bạn ghé qua hang động Gườm Cao các bạn nha, rất là đẹp luôn. Nếu mà ở đây mà làm ánh sáng nhiều thêm một tí nữa sẽ cảm thấy nó rõ ràng hơn nữa. Chỉ người ta làm sơ sơ để cảm giác nó lạnh lẽo, cảm giác mình vô đây là một trải nghiệm rất là thú vị. Cẩn thận lối đi hẹp. Cô xuống nha em. Vô đây tựa như là cung điện đó các bạn, lộng lẫy rất là đẹp. Em coi cái này nè em, đẹp quá. Không sờ vào cây bạc. Vậy ra mình vào hang động mình không nên sờ bậy bạ các bạn. Hồi nãy mình có sờ vài chỗ thôi, thông cảm. Không nên sờ bậy bạ. Các bạn ơi, cây bạc này lấp lánh. Camera quay phim có thấy không? Em quay gần mới thấy lấp lánh đẹp quá. Tự như là chim tiếng các bạn. Đấy. Ui đẹp ha. Cũng được ra thử. Mình đã ra ngoài các bạn ơi. Hồi nãy giờ đi trong hang động rất là lạnh, lạnh lẽo á. Nói chung không có gì đâu. Thì hôm nay thì mình đi thăm hang động Gườm Cao các bạn, thì cũng rất là đẹp. Bên trong như là cung điện đó các bạn ơi. Các bạn có thời gian thì đến đây một lần để thám hiểm, trải nghiệm các bạn. Thôi thì video của mình xin tạm dừng tại đây các bạn nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau các bạn. Xin chào các bạn. Đi về thôi.